Vâng, xin chào bác đến với kênh Kinh Xe Đạp. Và đang giới thiệu bác một mẫu touring Nhật bãi mới về cửa hàng bên em, mang thương hiệu Bridgestone. Vâng, thì cái mẫu khủng nhớ đây là trước mắt khủng nhớ đây là cái mẫu dòng Bridgestone, dòng touring, một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất về dòng thương hiệu Nhật bãi. Các nghĩ Bridgestone từ thời xưa đến nay là thường những dòng xe mini châu và những dòng xe thể thao Nhật bãi, thì đây là một trong mẫu touring bên em mới về nội địa Nhật bãi, Bridgestone, với cái tông màu chủ đạo tông màu trắng của những dòng xe đạp Bridgestone, tông màu chủ đạo. Với giờ xin mời những dòng xe xe. Vâng, thì những bác thường dùng sử dụng những dòng xe Nhật bãi thì rất nhiều các dòng Nhật bãi tên tuổi khác nhau như Louis Gunner, Shima, Precision, Trek. Thì một trong những cái dòng nội địa của Nhật bãi là cái dòng Bridgestone. Thì đây là bên mẫu em mới về là chiếc Bridgestone màu tông màu trắng sữa. Một thời xưa cái mẫu model của Nhật rất nhiều cái phụ tùng và đồ của Nhật mang thương hiệu Bridgestone. Đây là mẫu model nội địa Nhật bãi đến từ Nhật luôn, với tông màu chủ đạo là tông màu trắng. Lớp sơn của dòng Nhật bãi thì các bác không thể tránh khỏi những vết xước sát trên khung xe đã rồi, gọi chung là tương đối thôi. Vì đã là Nhật bãi rồi thì nước sơn cũng không thể đẹp như cái dòng xe nhập khẩu khác, ảnh hưởng bởi lắng mưa, thời tiết bên ngoài. Đâm mà nước sơn vẫn hơi bị chảy một chút trên khung xe, tổng thể xe vẫn không ảnh hưởng gì cả. Và các bác nào ưa thích những dòng xe Nhật bãi, dòng touring, khung một thiết kế với bản rộng, khung nhôm, những cái số model của tem Nhật bãi trên khung xe vẫn còn nguyên luôn nhé. Đây là cái sơn zin nguyên bản, em chưa chấm tút gì cả, nó là dòng Nhật bãi nên em để nguyên. Các bác mua về có thể giữ nguyên xe, nguyên bản cái màu sơn, hoặc về các bác sơn lại theo tùy thích, sở thích của các bác. Những cái dòng xe Nhật bãi Bridgestone thì một thương hiệu khá nổi tiếng của dòng Nhật bãi rồi. Thường xuất hiện những dòng xe mini từ thời xưa, mini hoặc là châu Lam, châu Lữ, khung nhôm. Và những dòng Bridgestone thường thường các bác thấy những cái tông màu chủ đạo thì được thấy gặp là những tông màu trắng. Lần này em về là một chiếc dòng xe touring. Xe được sử dụng với tay bấm xả, chuyển động theo gạt lên gạt xuống theo những dòng xe Nhật bãi ngày xưa. Sử dụng tay bấm xả bên đằng trước. Đừng sử dụng với cụm phanh đằng trước là cụm phanh V, thường được xuất hiện trên những dòng xe đua. Nhật bãi từ giờ bắt lên tưởng cái dòng xe Nhật bãi sử dụng mới phanh V, thì chiếc này được sử dụng mới phanh 3 mảnh, phanh của dòng xe đua. Và tùy Nhật bãi thôi cũng đời khá là cao. Đằng trước có biểu tượng của logo Bridgestone. Bridgestone logo nhôm. Tuy là dòng vô tinh Nhật bãi nhưng mà đời con xe này cũng khá là cao rồi, khá là cao. Ghi đông nguyên bản theo xe, ghi đông nhôm alloy 601, trọng lượng của ghi đông ghi luôn trên ghi đông xe luôn 175 gram, khá là nhẹ, thiết kế rất là ngắn gọn cho các bác. Càng xem nguyên bản theo xe, xe sử dụng với vành cặp rất là đẹp nhé, vành của Cero, vành hiệu Cero, vành cao cấp. Đến bây giờ thì những cái dòng xe vành Cero Mavic vẫn là cái thương hiệu khá nổi tiếng về vành dòng xe thể thao. Màu nhôm rất sáng và bóng. Căm lá hẹ, căm dẹp. Vành Bridgestone luôn nhé, vành Cero của Bridgestone luôn. Rất là hiếm về anh em bên em về những cái dòng xe vành Cero Bridgestone. Back in của Cero luôn.
của bê tông và nhôm tăm dẹp. Những dòng xe nhật bãi mình em về rất là nhiều rồi. Dòng touring thì những cái mẫu dòng bê tông mà có cấu hình xe và có một đôi vành đẹp nha cũng rất là hiếm. Lốp thương hiệu của Đức luôn này, lốp Đức kìa, lốp Continental, lốp nguyên bản theo xe luôn. Các bác nào không thích những dòng nhật bãi thì đây là một lựa chọn là các bác rất là tốt. Cọc yên nhôm được thiết kế những cái mô hình 3D rất là nổi bật và khỏe khoắn trên khung xe. In nguyên bản theo xe nhìn cũng rất là đẹp. Vẫn còn cái mã vạch QR code chính hãng của Nhật bãi trên khung xe. Đùi đĩa nhôm, đùi đĩa nhôm các nhá, đùi đĩa nhôm. Đây là bác nhìn biết luôn là những dòng Nhật bãi thường sử dụng với đùi đĩa nhôm. Một đĩa phía đằng trước. Ở khung xe có chữ Bestone trên khung xe luôn. Sử dụng với củ đề sau là củ đề Tiagra, cấu hình như một chiếc xe đua. Trang bị với 9 tầng lip. Vành đằng sau là vành của Cero luôn. Vành Cero, vành Cero Bestone. Vành Cero nguyên bản Bestone luôn. Và điều đặc biệt trên đôi vành này là một đằng trước, đằng sau nó là vành Cero nguyên bản đó nhá. Đằng sau vành cặp là màu tông màu đen. Đằng trước là tông màu trắng cũng là của Cero, nhưng mà nó là vành nguyên bản trong xe. Đây. Trước sau là màu trắng đen. Đấy, tạo cho cái bộ xe rất là điểm nhấn. Nó là vành nguyên bản, vành cặp nguyên bản của Cero luôn. Sử dụng đằng sau có sử dụng cái cụm phanh ba mảnh nhá. Cấu hình của xe đua. Củ đề Tiagra trang bị với 9 tầng lip. Vành cặp Cero thương hiệu rất là cao cấp, thương hiệu đến từ nội địa Nhật luôn, thương hiệu Bestone. Bây giờ xin cho chúng ta đứng của khung xe. Vâng, chúng ta đứng của khung xe size đứng là size 53, size ngang là size 54, size tức là size M. Các bác thích hợp các bác là từ 1m7 trên 1m7 đi vừa cũng nhé. Trên 1m7 đi vừa chiếc xe này. Xe trang bị với củ đề Tiagra Shimano lên lip rồi. Tay bấm xả rất là dễ dàng sử dụng. Vành cặp Cero, vành cao cấp luôn. Vành bạc đạn. Xuống lip. Xuống lip rồi. Đây phải là đùi đĩa. Đùi đĩa nhôm một tầng đĩa. Trang bị với củ đề Tiagra, phanh ba mảnh. Phanh ba mảnh phanh của tổng xe đua. Trước sau. Rất là bon. Vâng, các bạn đánh giá tổng thể xong chiếc xe Touring nội địa Nhật thương hiệu Bestone. Xe trang bị với củ đề Tiagra, bộ group chính hãng của dòng xe đua. Trang bị với vành cặp chính hãng cao cấp vành Cero. Và xe giá tốt bên em là 6.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là con tôi qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube Tiền Kiếm Xe Đạp. Nhấn đăng ký theo các kênh. Mời hẹn các bạn chơi ngày mai.